bạn có biết tòa án Củ Chi ở đâu không? Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi đang đứng trước tòa án nhân dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Tòa án huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh tọa lạc ở khu phố 7, thị trấn Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi sẽ quay tặng quý vị và các bạn. Nếu quý vị và các bạn cần đến tòa án nhân dân huyện Củ Chi, thì quý vị và các bạn chỉ lên Google và search tòa án nhân dân huyện Củ Chi, quý vị và các bạn nha. Khu phố 7, thị trấn Củ Chi. Khu phố 7, thị trấn Củ Chi. Tòa án Củ Chi thì nằm trên cái đường tỉnh lộ 8. Nếu quý vị và các bạn đi từ hướng cầu vượt Củ Chi làm trung tâm thì khi vào thì tòa án nhân dân huyện Củ Chi nằm ở phía bên tay trái. Còn nếu quý vị và các bạn đi từ ở hướng Bình Dương vào thì tòa án nhân dân huyện Củ Chi nằm ở phía tay phải. Xa xa có thấy bóng dáng của một cái áo của viện kiểm sát. Cây cối khuất hết rồi, làm sao mà thấy được cái chữ tòa án nhân dân huyện Củ Chi đây? Xa quá làm sao thấy được cái tòa án huyện Củ Chi đây? Mình có thể quay được nhưng mà quay thì không có thấy được cái chữ tòa án huyện Củ Chi. Chỉ quay được một số cái bóng cây thôi. Thấy chữ không con? Hay quá vậy. À vậy hả, rồi ok. Có thấy được rồi. À, mấy chữ bị che đúng không? Rồi. Ok. Mẹ xích qua nữa. À, xích qua nữa mẹ sẽ thấy đúng không? Tòa án nhân dân huyện Củ Chi nằm trên đường tỉnh lộ 8. Vẫn không thấy được con gái yêu ạ. À. Con không thấy được cái chỗ bên kia mà bây giờ là. Quý vị và các bạn thấy không? Nó sẽ tọa lạc ở đường Nguyễn Đình Huân và đường tỉnh lộ 8.